Xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh YouTube của em. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha. Hôm nay em về khu phố Mỹ Đức, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị và cô chú xem một căn nhà nằm trên lậu nhựa và ven sông. Hiện em đang đứng ở đây là đường tỉnh lộ 865. Con đường này anh chị mình di chuyển về khu hành chính của huyện Tân Phước khoảng là 1,5 km nha. Và ở đây khu dân cư nhà cửa rất là đông đúc nha anh chị. Con đường này là anh chị mình di chuyển về các tỉnh miền Tây luôn, như là Đồng Tháp hoặc là Cà Mau. Căn nhà mình có diện tích là ngang là 9m và mình sâu vào là 30m. Trên căn nhà mình hiện có là 58m là thổ cư. Và con đường bên đây là anh chị mình di chuyển về quốc lộ N2 của tỉnh Long An, và mình di chuyển lên cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý chị mình ở thành phố Mỹ Tho, anh chị mình có thể di chuyển về đây khoảng là 20 km nha. Và quý anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh, anh chị mình di chuyển về khoảng là 65 km là anh chị mình tới căn nhà của mình nha. Căn nhà của mình là nằm trên trục đường tỉnh lộ 865 ha. Trên đây là lậu nhựa, còn ở phía sau mình á là cặp kênh của Nguyễn Văn Tiếp nha anh chị. Để em qua lộ, em chỉ ranh giới cho quý anh chị mình tham khảo ha. Ở đây mình cách trường học, ủy ban, điện máy xanh và chợ Tân Phước khoảng là 1,5 km nha anh chị. Quý anh chị mình có con em muốn đi học gần á, anh chị mình mua căn nhà này rất là tiện ích ha. Và có thể anh chị mình buôn bán kinh doanh, hoặc mình buôn bán cà phê, hoặc là mình buôn bán tạp hóa cũng được nha anh chị. Đây là căn nhà của mình. Hiện căn nhà của mình có 3 phòng ngủ và 2 toilet nha anh chị. Phía trước là gia chủ mình làm một cái máy tiền chế rồi. Xe ô tô mình di chuyển vào đây là mình đậu thoải mái luôn nha anh chị. Và đây là cái sân máy tiền chế nè, gia chủ đã làm hoàn tất hết rồi nha anh chị. Gia chủ mình không ở nữa nên gia chủ mình bán đi nha anh chị. Và bên hông mình á có một cái đường cũng rất là trống luôn nha. Gia chủ mình làm á cũng chưa hết nhà nha anh chị. Em cũng xin cập nhật thông tin giá bán chính chủ cho anh chị mình tham khảo luôn nha. Với giá bán là 1 tỷ 600 triệu, mình còn thương lượng chính chủ nha. Nếu quý anh chị mình có nhà ý muốn xem căn nhà này, quý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho quý anh chị và cô chú xem căn nhà này, và mình gặp chính chủ để mình trao đổi việc buôn bán luôn. Căn nhà của mình hiện có 3 phòng ngủ nha anh chị và một toilet ha. Ở đây là phòng ngủ thứ hai của mình đây, cũng rất là sạch sẽ và rất là thoáng mát nha anh chị. Ở đây là căn nhà của mình quay về hướng bắc nha. Ở đây là phòng ngủ thứ ba nè. Rồi em sẽ di chuyển ra cặp kênh của Nguyễn Văn Tiếp để cho quý anh chị mình xem luôn. Căn nhà mình là nằm lộ nhựa ven sông nha anh chị, rất là thích hợp cho quý anh chị mình mua để nghỉ dưỡng nha. Ở đây là cái nóc tôn thái nha anh chị, gia chủ mình cất như nhà cấp 4 thái thôi. Cũng đơn giản thôi nha anh chị. Bên em cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho quý anh chị san lấp mặt bằng và làm nhà cấp 4, xây hàng rào. Nếu quý anh chị mình có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho quý anh chị luôn. Ở đây là khu vực ở nhà bếp của mình nha anh chị, còn rất là trống luôn. Và ở phía sau của mình á là kinh của Nguyễn Văn Tiếp nha anh chị. Con sông này rộng khoảng là 50m ha. Xà lan mình trọng tải khoảng là 100 tấn là mình di chuyển theo con sông này được luôn nha anh chị. Sông này mình thông về
ngay chỗ cầu Kinh Sáng của sông Thuận nha anh chị. Đó, đường kinh mình thông ha. Ở đây quý anh chị mình có thể làm một cái ván cà phê ven sông cũng được nha anh chị, rất là thích hợp ha. Ở đây buổi sáng cũng rất là mát mẻ và trong lành. Nếu anh chị mình thích căn nhà này, quý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ trực tiếp dẫn cho quý anh chị và cô chú mình gặp chính chủ để mình trao đổi việc buôn bán luôn nha anh chị. Đó. Ở đây là mình con kinh này nè, là mình thông về ngay chỗ chợ Tân Phước luôn. Từ đây mình di chuyển về chợ Tân Phước khoảng là 1,5 km thôi nha anh chị. Ở đây gia chủ đã vô điện nè, nước, wifi có sẵn luôn. Về đây mình chỉ dọn dẹp lại chút đỉnh thôi và mình sử dụng nha. Trên đất mình và căn nhà hiện có là 58m là thổ cư nha anh chị. Bên hông mình còn trống nè, nếu anh chị mình có thể về mình tu bổ lại thêm ha. Đó, căn nhà mình gầm cũng rất là rộng rãi và rất là thoáng mát nha anh chị. Em nhìn thấy cũng rất là đẹp nha anh chị. Có thể quý anh chị mình buôn bán kinh doanh ở đây rất là tiện ích luôn á. Để em di chuyển tổng quan căn nhà một lần nữa cho quý chị mình tham khảo ha. Quý chị mình thấy không? Ở đây là mình cặp ven sông ha, rất là thoáng mát luôn. Sông này mình gọi là sông của Nguyễn Văn Tiếp nha anh chị. Để em di chuyển lên phía trước cho quý chị mình tham khảo lại căn nhà ha. Em xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho quý chị mình nắm lại một lần nữa nha. Căn nhà của mình và thửa đất hiện nằm ở khu phố Mỹ Đức, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Diện tích của mình ngang là 9m và mình sâu vào là 30m. Trên căn nhà của mình hiện có là 58m thổ cư với giá bán là 1.600.000.000. Mình còn thương lượng chính chủ ha. Nếu quý anh chị mình có nhà ý muốn xem căn nhà này để mình buôn bán kinh doanh hoặc mình làm kho xưởng, quý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ dẫn cho quý anh chị mình xem căn nhà này và mình gặp chính chủ để mình trao đổi mình buôn bán luôn nha anh chị. Ở đây mình cách chợ Tân Phước và trường học, ủy ban khoảng là 1,5 km thôi. Con đường này anh chị mình di chuyển là đường xe 4 chỗ đến xe combiner là anh chị mình di chuyển thoải mái luôn ha. Một đường là mình di chuyển về các tỉnh miền Tây và một đường là mình di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh ha. Ở đây người ta cũng mở cái tiệm sửa xe này nha anh chị. Ở đây thì căn nhà mình quay về hướng Bắc ha. Quý anh chị nhớ like và nhấn nút đăng ký bên dưới và bấm chuông để thông báo những video mới nhất em vừa đăng tải lên. Cảm ơn quý anh chị đã xem video. Hẹn quý anh chị và các bạn ở những phần video tiếp theo nha.